Ủa, ở đây tối gì mà mọi người trần trừ thế này? Thế định mua con nào? Ở đây tư vấn cho. Em định mua con Series 6. Đấy, ui, Series 6 rẻ như mèo. Là SE anh ạ, SE hơn 6 triệu. Này, mua cho nữ đúng không? Vâng. Đấy. Ôi, vàng hồng đẹp lung linh, không một vết xước nhá. Này. À, anh ơi, từ anh. Em có con này định giá cho em đấy. 4S đấy. Sao con này là 4S? Em vừa mua hai hôm trước. Anh ở ngoài đường anh bán. Đây nó là 4 thường. Anh em công nghệ nào chả biết, nhìn này là biết luôn. Bị lừa rồi. Con này 4 thường mà thay sim này chọc tét cả đít ra rồi. Rồi. Em có biết đâu. Con này thì anh chỉ mua được 500 thôi. 500 á? Ừ. Đấy, anh đổi sang con kia cho anh nhá. Đấy. Cái gì? Đấy, thế thôi, không lấy đâu, không. Thôi đi về đi. Không. Anh vừa bảo. Không. Anh vừa bảo em 500 nhưng mà. Không. Anh. Không. 400 được anh. Không. 400 được. Không. Có sách cặp. 300 cũng được. Không. Sách cặp vào mất đấy.